Xin chào hai anh em. Phải nói là lâu lắm rồi chúng ta mới có một cái mùa hè mà xem bóng đá gọi là ngập ngụa, xem mà không có thời gian để mà đi ngủ. Từ sau giờ cơm chiều thì đã có Euro rồi, kế đến là xem Việt Nam thi đấu, rồi sau đó là tới Euro, và sau Euro là tiếp tục sáng sớm là sẽ có Copa America. Vì vậy là để cho các anh em ở trong ekip của cộng đá có thể được theo dõi xuyên suốt các trận đấu từ tối cho đến sáng, thì tụi mình đã quyết định đặt mua một chiếc tivi rất là to, và cái chiếc tivi này cũng sẽ đồng hành với đội tuyển Việt Nam ở giải đấu AFF cuối năm nay. Đó là chiếc tivi nào? Chúng ta hãy cùng nhau mở hộp để xem nó là hiệu gì nha. Sau khi mà mình đập hộp và mình lắp ráp cái con S6G Pro Max này, thì trước khi mà bước vào chơi thử một cái tựa game bóng đá trên TV, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái tính năng khác mà nó có. Ví dụ như mình đang mở Netflix nè, và nó có hai cái nút gọi là nút đi tắt á, và chỉ cần bấm Netflix hoặc là YouTube thôi. Ví dụ mình muốn chuyển qua YouTube thì mình chỉ cần một phím bấm trên YouTube và nó sẽ chuyển qua ngay, và nó sẽ có cái chức năng đó là search bằng giọng nói. Đây, vào cái phần tìm kiếm và bấm vào cái microphone, ví dụ mình sẽ mở một cái bài hát chẳng hạn, Jeju Mojito, đó nó sẽ ra ngay đúng cái bài mình thích. Đây, mình đang rất thích bài này. Thì sau khi mà mình trải nghiệm hình ảnh cũng như âm thanh đó, thì mình nhận ra những cái chức năng được tích hợp trên S6G Pro Max này rất là nhiều, với một cái chiếc TV 65 inch, nhưng mà nó làm tối giản để cho chúng ta có được cái trải nghiệm là màn hình tràn viền, và chúng ta thấy cái đường viền của nó rất là mỏng, và theo như nhà sản xuất cung cấp thì cái độ tràn viền của nó lên đến hơn 98,4%, cực kỳ kinh khủng, và nó có thể kết nối được Bluetooth, có một cái bộ nhớ lên đến tận 32GB để mà các bạn có thể chứa những cái bộ phim, những cái bài nhạc mà các bạn có thích và có thể phát lên bất kỳ lúc nào. Và một lần nữa mình sẽ nhắc lại, đây là chiếc S6G Pro Max và nó hỗ trợ video 4K. Đây, để mà đo được cái độ dài của cái TV này, các bạn thấy nè, nó rất là dài và nó cực kỳ cao. Nhưng mà thì mình đứng cạnh TV các bạn sẽ nó cực kỳ to, để mà các bạn có thể trải nghiệm những cái thước phim, những cái âm nhạc ở trên YouTube hay là những cái bộ phim 4K. Quá là bất ngờ với cái một cái chiếc màn hình cực kỳ to 65 inch, độ phân giải lên tới 4K. Đây là một chiếc TV 4K của Kuka TV. Đây là con S6G Pro Max, và ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cái tựa game bóng đá ở trên em nó, và mình sẽ chọn Juventus, trong khi đó mình sẽ cầm đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bởi vì Kuka TV cuối năm nay sẽ đồng hành cùng với AFF Cup, cái dấu mà đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ bảo vệ chiếc vô địch, và họ cũng là một cái đối tác của câu lạc bộ Juventus luôn. Đó là lý do vì sao mình đã chọn thi đấu giữa hai đội tuyển và câu lạc bộ này. Mình sẽ cầm đội tuyển Việt Nam, và một lần nữa mình sẽ đá cái chế độ là khó nhất luôn, đó là chế độ Superstar. Đây là một cái trận đấu giao hữu diễn ra tại sân vận động Allianz của Juventus. Ở trận đấu này thì mình sẽ tung ra đội hình gần như là mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam luôn. Sẽ có sự góp mặt của Văn Lâm. Đây là toàn cảnh của sân vận động khi mà hai đội bước ra khỏi đường hầm. Một trận đấu mà mình tin chắc là rất nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ chờ đợi cái trận đấu này. Trận đấu giữa những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển của chúng ta, đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới bên phía câu lạc bộ Juventus. Chúng ta sẽ đến với lễ cử quốc ca Việt Nam. Bạn các bạn nhìn sơ qua cũng sẽ biết được 11 cầu thủ mà mình đã tung ra sân trong trận ngày hôm nay là ai. Và chúng ta có sự trở lại của Văn Lâm, đội trưởng Quế Ngọc Hải. Và đá cao nhất trên hàng công của mình vẫn sẽ là ba tiền đạo, đó là Tiến Linh, Phan Văn Đức và Văn Toàn. Một trận đấu rất được chờ đợi. Tức là ngồi xem cái TV này, ngồi có khoảng cách gần như vậy thì nó rất là to. Tức là mình nhìn nó là không thể nào mà hết được cái TV này.
các bạn, thì do là mình trải nghiệm nó thì mình sẽ ngồi gần nhưng mà mình dễ tập trung đá hơn, bởi vì nó tới 65 lần. Và một cái điều đặc biệt nữa là trong này nó có một cái bộ nhớ lên tới 32 GB để các bạn có thể lưu trữ những cái phim hoặc là những cái bản nhạc mà các bạn thích để mà phát lên bất kỳ lúc nào. Trận đấu đã sẵn sàng và mình sẽ cầm đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và những người giao bóng trước sẽ là Juventus, Chiellini, Danilo, Ramsey, Bonucci. Đường truyền rất dài của Chiellini, hay quá Tiến Dũng. Còn Ronaldo, Ronaldo và Duy Mạnh. Pha chuyền bóng rất chính xác của Duy Mạnh và ngay tức là cú pha bóng của Quang Hải. Ramsey rất nhanh. Người đã lấy được bóng là Tiến Dũng. Phan Văn Đức không vượt qua đường Danilo. Rabiot, Bonucci, Ramsey, Ramsey và Trọng Hoàng. Pha bắt bà rất tốt của Trọng Hoàng và sẽ có quả ném biên dành cho cầu thủ Juventus. Rabiot, đây là lần đầu tiên mình đá cái chế độ Superstar, chế độ khó nhất, nhưng mà mình lại cầm hai cái, cầm một cái đội nó có chỉ số quá chênh lệch như thế này so với Juventus. Hy vọng mình sẽ có được một chiến thắng. Chúng ta cùng xem pha phạm lỗi của Phan Văn Đức đối với Rabiot. Đứng trước quả đá phạt đang là Juan Cuadrado, rất nguy hiểm. Đó là tình huống chạm bóng của Federico Chiesa. Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Đoàn Văn Hậu không được rồi, tại sao mình cứ tưởng đó là Quang Hải sẽ dâng lên trong cái pha bóng đó. Ronaldo rất hay đến từ Đoàn Văn Hậu, một pha lấy bóng rất tốt của Quang Hải. Hoặc Quadrado, Morata, vẫn là Morata rất khỏe, tuy nhiên không vượt qua được trung vệ Bùi Tiến Dũng. Quang Hải, Morata, Ramsey, Rabiot, Danilo, McKennie, đây là Bonucci, Chiesa. Ronaldo thực hiện một cú bỏ bóng để mà bứt tốc, nhưng cuối cùng mình đã bắt bài được rồi. Quang Hải, đường chọc khe bóng không thành công dành cho Văn Toàn. Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Tuấn Anh, không được. Rabiot, Bonucci, hay quá, ông sai lầm. Văn Toàn, Tiến Lâm, quá đáng tiếc cho Tiến Lâm trong thủ vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp không tốt giữa hai trung vệ kỳ cựu Bonucci và Chiellini. Cú đá hơi hiền của Tiến Linh, nó đi ngay vào vị trí của Szczesny. Uổng quá, uổng quá, uổng quá. Qua góc của Tuấn Anh, mình cầm bóng chỉ có 39% thôi. Phan Văn Đức không qua được Morata. Cuối cùng người thắng là Morata. Danilo, Tiến Linh áp sát rất nhanh và sẽ có quả ném biên dành cho mình. Phan Văn Đức, Trọng Hoàng, Rabiot. Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ cự ly đội hình khá tốt và khiến cho các cầu thủ Juventus gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Bóng về với Quang Hải. Quang Hải không để được với Tiến Linh. Duy Mạnh,
Tuấn Anh vẫn còn. Tiến Linh không được. Cầu thủ thoát xuống vừa rồi là Văn Toàn. Việt Nam đang đá rất tốt trước Juventus. Mình mà vào được vòng loại thứ 3 World Cup mà đá như thế này thì quá ngon. Đây rồi, bóng về với lại Quang Hậu. Quang Hải không được, không vượt qua được Bonucci. Ngày hôm nay Tiến Linh và Văn Toàn phải đối đầu với những hai trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Ý, đó là Chiellini và Bonucci. McKennie. Morata. Được cái game này nó mô phỏng Morata khá là chân thật. Cùng xem lại pha bóng này của Alvaro Morata. Một pha bóng mà Quế Ngọc Hải nó để cho bóng trôi qua và Morata đã âm thầm từ phía sau băng lên dứt điểm. Nhưng thật may đó là Morata. Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Tuấn Anh, Tiến Linh không được. Thì một sắp kết thúc rồi. Tỷ số vẫn đang là không đều. Văn Hậu, Quang Hải. Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Biết gì xuất luôn. Rabiot. Trong những phút cuối của hiệp 1 thì đội tuyển Việt Nam đang chơi rất hứng khởi. Danilo, Ramsey, Morata, Ramsey, Morata. Trước mặt Morata là Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải là người đã giành chiến thắng. Vẫn là Morata. Sẽ có một quả phạt góc dành cho các thủ Juventus. Là đây sẽ là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1. Đứng trước quả phạt góc là Morata. Không có gì nguy hiểm. Như vậy hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Một hiệp đấu tương đối hấp dẫn và có rất nhiều cơ hội được tạo ra từ phía các cầu thủ hai đội. Trong đó những cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về phía đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng và bắt bàn rất hay của Ronaldo. Ronaldo, Văn Toàn, Tiến Linh không được, không qua được Danilo. Rabiot, Ramsey, Cuadrado, Morata. Cú đá chưa đủ khó để đánh bại được Văn Lâm. Không được. Morata. Và lật bóng rất hay của Duy Mạnh. Danilo, Chiesa, hay quá. Trọng Hoàng không được. Morata, Cuadrado, Ronaldo xoay người rất hay. Morata, người chiến thắng là Văn Lâm. Một đấu rất hay của Đặng Văn Lâm, thủ thành của câu lạc bộ Cerezo Osaka. Tiến Linh, còn vẫn là Tiến Linh không được. Morata, Ronaldo, Ramsey, Rabiot, rất nguy hiểm. Đó là phản đầu của Cristiano Ronaldo. Cùng xem lại tình huống nguy hiểm đến từ Ronaldo. Màn lưới của Văn Lâm lúc này vẫn được bảo toàn trước những chân sút hàng đầu bên phía câu lạc bộ Juventus. Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh. Tiến Linh, cú đá quá nhẹ của Tiến Linh. Ramsey. À, nếu như hai đội hòa nhau thì chúng ta sẽ bước ngay vào loạt penalty, chứ mình không có set hay phụ, bởi vì đây cũng chỉ là một cái trận đấu giao hữu mà thôi. Duy Mạnh, McKennie, vẫn là cầu thủ người Mỹ. Dybala, Ronaldo, một trận đấu xuất sắc của Văn Lâm.
Ronaldo cũng đã thử rất nhiều cách để có thể xuyên thủng mặt lưới của đội tuyển Việt Nam, từ đánh đầu cho đến dứt điểm. Nhưng lúc này thì Văn Lâm vẫn đang chơi quá xuất sắc trong khung gỗ. Sải tay dài cùng với phản xạ nhanh giúp cho Văn Lâm vẫn đang bảo toàn mặt lưới của Việt Nam. Nguy hiểm quá. Ronaldo, McKennie, Chiesa vẫn chưa đủ khó đánh bại được Văn Lâm. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải không qua được, không đến được với Trọng Hoàng. Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh phạm lỗi rồi. Sẽ có một tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Góc sút cũng là rất gần. Người đã phạm lỗi với Tuấn Anh đó là Arthur Melo. Đường trước bóng lúc này là Quang Hải. Quang Hải mình sẽ cố gắng đưa trận đấu này vào loạt penalty, đừng để thua. Bonucci, Danilo, Rabiot. Đường bắn bóng của Rabiot rất may, chúng ta còn đó Văn Lâm. Một trận đấu quá hay của thủ môn mang hai dòng máu Việt và Nga, Quang Hải. Văn bóng không để được với Văn Toàn. Đường chuyền của Dybala, Bonucci, Chiellini, Chiesa, McKennie, Chiellini cầm bóng rất tốt. Đường chuyền dài của Chiellini vẫn là Dybala, McKennie rất kỹ thuật. Dybala, ôi Trọng Hoàng rất may, chúng ta vẫn còn Văn Lâm. Một trận đấu quá hay của Văn Lâm. Văn Lâm có thể nói là người chơi hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này, và thậm chí là người chơi hay nhất trên sân vào lúc này. Đường trước quạt phải góc là Paulo Dybala. Kulusevski cũng đang được vào sân thay cho Morata. Rabiot cũng được rút ra nghỉ và thay bằng Bernardeschi. Chiesa vẫn không qua được Văn Lâm. Phút 85 rồi, tỷ số đang là không đều. Quang Hải, Quang Hải, tốc độ của Quang Hải không qua được Chiellini. Weston McKennie cũng đã rời sân, nhìn chỗ cho Bentancur. Văn Hậu không qua được Chiesa. Chiellini, Bonucci, Chiesa, Arthur Melo. Đây là Kulusevski, chuyên cầu thủ người Thụy Điển, đã không vượt qua được Bùi Tiến Dũng. Phan Văn Đức, Tuấn Anh, Chiesa, Dybala. Người đã cắt bóng là Quế Ngọc Hải. Phút bù giờ rồi, phút bù giờ rồi. Tiến Dũng, Tiến Linh, đây rồi. Phan Văn Đức, Phan Văn Đức. Quá đáng tiếc. Như vậy là 90 phút khép lại với tỷ số hòa không đều, và chúng ta sẽ bước ngay vào loạt penalty. Mình sẽ có một vài sự điều chỉnh về mặt nhân sự trước khi mà bước vào loạt penalty này. Ôi, mình lại quên đưa Quế Ngọc Hải lên đá đầu. Mình dù anh là một chuyên gia đá penalty của đội tuyển, hơi đáng tiếc, không sao. Quả đá đầu tiên sẽ là Cristiano Ronaldo. Ronaldo đối mặt với Văn Lâm. Ở trong trận đấu này thì Ronaldo đã hai lần không thắng được Văn Lâm rồi. Văn Lâm! Đây là một trận đấu khá đen nhìn cho anh Bảy, khi mà vẫn không thể nào thắng được Văn Lâm. Dù đây đã ở chấm 11m rồi. Quang Hải,
Sao máy nó lại biết mình đá giữa nhỉ? Yeah, để Jan Kulusevski. Jan Kulusevski và Văn Lâm. Người chiến thắng và là thủ thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số vẫn đang là không đều. Quả đá tiếp theo, Hà Đức Chinh. Cú đá rất tốt của tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Tiếp theo là Paulo Dybala. Dybala. Cú đá rất căng của tiền đạo Argentina. Người đá quả tiếp theo cho đội Việt Nam sẽ là Lương Xuân Trường. Xuân Trường. Chết tôi rồi. Quá đáng tiếc với cú đá vừa rồi của Xuân Trường. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể vượt lên. Cú đá tiếp theo là đến từ Felix Correa. Cú đá có phần may mắn của Felix Correa khi bóng đã đập vào mặt trong cột dọc. Tiếp theo sẽ là Công Phượng. Tỷ số là 2 đều. Tiếp theo là Arthur Melo. Arthur Melo. Cú đá rất tốt của tiền vệ người Brazil. Và người sút quả tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam là Phan Văn Đức. Nếu như quả đá này mình sút không vào là Duy Tú thắng luôn. Phan Văn Đức. Không vào thì. Thôi nhưng mà dù sao đây cũng như một trận đấu giao hữu thôi. Và hơi đáng tiếc khi mà mình quên đưa Quốc Ngọc Hải lên đá những quả đầu tiên. Vâng, đây là chiếc Kuka TV một lần nữa, chiếc S6G Pro Max. Đối tác chính thức của câu lạc bộ Juventus và cũng sẽ là nhà tài trợ tại AFF Suzuki Cup, nơi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu vào cuối năm nay. Thì còn gì tuyệt vời hơn khi các bạn có thể sắm cho mình một chiếc Kuka TV S6G ngay từ lúc này để mà theo dõi Euro. Đặc biệt hơn nữa, khi mà mua cái chiếc TV này trong cái thời gian diễn ra Euro, chúng ta sẽ còn được tặng một cái gói thành viên của Ca Cộng. Quá hấp dẫn. Và cuối năm còn xem AFF Cup với đội tuyển Việt Nam nữa. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ về chiếc S6G Pro Max này. Và bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều những phần quà thú vị khác khi mà sở hữu em nó. Khách hàng mua TV của Kuka có cơ hội được hoàn tiền 100%. Chỉ bằng thao tác rất đơn giản. Bước 1, mua TV tại gian hàng online của Kuka. Bước 2, theo dõi fanpage Kuka Việt Nam. Chia sẻ bài viết trên fanpage về trang cá nhân ở chế độ công khai. Chụp lại màn hình bài viết đã làm ở bước A và comment ảnh chụp dưới bài viết này. Đồng thời, tag tên của hai người bạn. Bước 3, Kuka sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra mã đơn hàng may mắn được hoàn tiền vào lúc 20 giờ tối thứ ba hàng tuần tại fanpage Kuka Việt Nam. Khách hàng chưa trúng thưởng ở tuần trước vẫn có cơ hội trúng thưởng ở tuần sau cho tới khi kết thúc chương trình. Mọi thông tin chi tiết chúng mình có để đường link ở phía bên dưới cho mọi người được rõ hơn. Còn bây giờ hãy nhanh chân sắm cho mình ngay chiếc TV tại Kuka ngày nào.